Không không. Có phải mưa rồi? Có phải không? Mưa rồi. Mưa rồi ạ. Mưa rồi. Cái lá này. Biết không? Cái kia đợi đợi. Xong phủ cái lá xanh bóng. Cái lá rồi nhưng mà cái xe cho hai loại để cho một thời gian sau mà mình sẽ hạ xuống các nhỏ ra để đun nước để tắm thế dùng cái lá lại thôi. Linh bảo tí nữa phải vào chắc là phải không trước là mình học lên 3 tháng 5 rồi đó.三十五，很多人都说刷牙时在牙膏上加点盐，坚持一段时间就能使牙变白。我打算试试看看这个方法是不是真的有效。rất nhiều người đều nói khi đánh răng thì thêm ít muối lên kem đánh răng, kiên trì một khoảng thời gian có thể khiến răng trắng hơn. Tôi định thử xem là cái phương pháp này có phải là có hiệu quả thật không. Chưa có phương pháp chỉ tờ sư tá an sư đi giá cao sang cha yến san sứ liệu. Địa cầu là chúng mình cùng sống ở nhà, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ chúng mình tự chỉ, vì giảm thiểu ô nhiễm, chúng mình nên养成节约的习惯，节约用水，节约用纸等等。Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ bản thân chúng ta, để giảm thiểu ô nhiễm. Chúng ta nên chúng ta nên hình thành thói quen tiết kiệm dùng nước, tiết kiệm dùng giấy, vân vân. Chế yêu dùng chữ chủ yếu sinh quê tá an sư ấy bảo hộ hoàn chỉnh đúng. An sư ấy bảo hộ hoàn chỉnh. 37，山上的温度会变成高，
随着高度的增加而降低，山越高，气温越低，那里的山最高的大约有2000多米，所以明天爬山大家一定要多穿点衣服。好嘞，过来。那里的山最高的大约有2000多米。nhiệt độ ở trên núi sẽ theo độ sẽ tăng theo độ cao mà thấp xuống. Núi càng cao thì nhiệt độ không khí càng thấp. Cái núi cao nhất ở chỗ ở đó khoảng hơn 2.000 mét, cho nên là ngày mai leo núi mọi người nhất định phải mặc nhiều quần áo một chút. Tham mân mình thiên chơi khởi nâng giao truy đan sữa ấy phá sàn. San sứ ba无论成功还是失败，都只是暂时的。不要因一时的成功而得意，也不要因一时的失败而伤心，因为那些都已经过去。最要的是这样过好将来的生活，重要。Bất luận là thành công hay là thất bại đều chỉ là tạm thời. Đừng vì mà thành công nhất thời mà đắc ý, cũng đừng vì thất bại nhất thời mà đau lòng, bởi vì những cái đó đã qua. Quan trọng nhất là làm sao để sống tốt cuộc sống sau này. Sớm mơ trái sư công trung giao Tá ăn sư bị trang lái. Sang thứ 9, xin quần chúng sử dụng số chữ tờ mục đích sẽ thông qua tham ăn lái xô tham ăn tham ăn à thừa à thua tham ăn lái xô mình quân thí số ý chưa xe số chữ đi xin sẽ chuẩn chơi tờ. Chỉ ở chơi trái nắng chân mình nơi đúng tợ chân trái sư cây túi chữa phu chứa trong tin tức sử dụng mục đích sử dụng số trong tin tức là thông qua nó để giải thích vấn đề để chứng minh vấn đề. Vậy nên một số số bắt buộc phải đúng. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh nội dung là thật, chứng minh sự thật của nội dung. Như vậy là có trách nhiệm với lại độc giả, như vậy mới là có trách nhiệm với độc giả. Số mình có nghĩa là cái gì? Nói rõ ra, giải thích. Đúng không? Thì mình giống mình chứ. Xin quấn chung tờ su chữ tan sư đi bu nấng chu chua số trong Số mình也有哪一种？就是但是在这一句里面的话呢，证明证明啊，这个问题，请你说明白点的哪一种？说明白。开车必须要记住以下三点，首先是方向，知道往哪开。才不会走错路。其次是开车的方法，只有知道怎么开，才能顺利找到目的地。当然最重要的一点是注意速度，太快了不安全，太慢了会影响后面的车。开车，看上去很简单，但一定得小心。一定得小心。Lúc lái xe mà bắt buộc phải chú ý ba điểm sau. Đầu tiên là phương hướng, biết đi
đi đường nào? đi Biết đi đi, đi đâu đi đâu biết lái đi đâu mới không bị đi sai đường. Tiếp theo là phương pháp lái xe, chỉ có biết lái xe như thế nào mới có thể thuận thuận tiện à, thuận lợi tìm được tìm đến điểm điểm cuối cùng, tìm thấy đích đến. Đương nhiên điểm quan trọng nhất là chú ý tốc độ, quá chậm sẽ không an toàn, quá nhanh sẽ không an toàn, quá chậm sẽ ảnh hưởng đến xe phía sau. Lái xe coi là rất đơn giản nhưng nhất định phải cẩn thận. Cân Tôi có hỏi một chút nhé. Ví dụ là mình từ điểm A là xuất phát到点 B 来了，这个点 B 你搞了飞机，地点点人地点，就是目的地，点 B 就叫目的地，点 A 的话叫出发地，或者始发地，始发，别的没八楼开始的始发地，Cần chi cho tan hoa khai chưa cho chung giao tở sư chú ý sớm mơ tan sư bi su tụ. Căn cứ vào đoạn thoại, lái xe quan trọng nhất là chú ý cái gì? Tốc độ. Cần chi cho tan hoa khởi ý chưa tao sớm mơ tan sư bi khai chưa bi suy xẻo xin. Căn cứ đoạn thoại có thể biết được lái xe bắt buộc phải cẩn thận. Sư sư ơ tao sư sư san xin trai chứng chứng sư lý yue lái yue tua tự rấn khai sử phan chi khai xưa chở lưu sang sa pan chống chống quấy tham ơn cung thúng tợ sân hùa xí quan tham ơn phan chi khai xưa dầu cưa dầu cưa dầu cưa tợ yuan in dầu dầu tợ quê là ta lên sân thị sân thị dầu tợ quê là chia yue chiến tam bu quản sư sớm mơ yuan in sư yang tô chiến phấy lơ à chén chén xảo chén xảo lơ tao lưu tủ chưa chính khoang ở chỉ lén không chi ở bên xin xen lơ. Bây giờ trong thành phố càng nhiều người ngày càng nhiều người bắt đầu từ bỏ lái xe trên đường đi làm, lúc đi làm và đi làm về. À, thói quen sống chung của họ, thói quen sống chung của họ à, đi bộ đi làm và đi tan làm đã trở thành thói quen sống chung của họ. Họ từ bỏ lái xe có các nguyên nhân, có nguyên nhân là vì tập luyện sức khỏe, có nguyên nhân là vì tiết kiệm tiền, nhưng mà bất kể là vì nguyên nhân gì như vậy đều có thể giảm thiểu tắc đường, tình trạng tắc đường. Hơn nữa ngay cả không khí cũng trở nên tươi mới hơn, trong lành hơn, trong lành. Đến mình khởi nắng yên quê sớm mời doanh in phan chi khai trưa đang sư bi công chia khang. Mọi người có thể vì nguyên nhân gì từ bỏ lái xe? Mạnh khỏe. Phan chi khai trưa tự rấn về lái về tua xiên trai đang sư bi không chi hảo lơ. Người từ bỏ lái xe ngày càng nhiều, bây giờ không không khí tốt rồi, tốt không? Vì số chỉ điểm. Chỉ điểm. Sự phát triển. Khu phát triển. Tông tiền. Đang nói số thuộc bản thì 65 nhé. Đây là khoa 45.
教育孩子的艺术，会领导如果怎么？弹钢琴、吹蓝、真敢钢帮是帮琴，那个弹钢琴，弹钢琴，吹蓝真敢帮是啥软顺直着内在小在内，行上见义东父亲母家闹钟龙虎宝特响要帮练行。Thức dậy, tỉnh dậy, cản, vội gấp rút, thưa sủa, nhà vệ sinh, phê bình, phê bình, nung, làm, quản lý, tả chân, tiêm chích,厕所，thưa sủa.继续。护士一，啊，好。阅读的零。护士一答表演表现见光表扬，啊的，表扬，看你念见光，一贴，就是讲怀疑怀疑故意故意叫我或整理突然可是 take up 骗了感儿童且 m 查了假咗。左右晃懒了，左藤巴左左右，右晃懒了，笨，ngốc đần，粗心，狗thả，骄傲，骄傲，害羞，ngượng ngùng，thẹn thùng。谢谢。好的，主播。公公们晚上好，哦，他报给几？我报给几？公妈妈看你公，你没打过了。空了了，空蒙岛，空蒙变了，空蒙岛。你咋了？咋了？不对呀，这里不是把征途嘛，你还征途好多上的，好的好了，干嘛退让？天天都不哭。我咋了？能中哦哎。肯定中了，到了蒙了完全为，这些年的中国模板呢？板模，板还有不个模。我的歌，啊，为什么我涨还有了？个我的歌，啊，点几个？这叫什么？3天打鱼2天晒网，给了你们两个几呢？搞八个第八打了，还都八个，你搞五个第八打，还个说了一八打，就天天了，天天了，你了，你了，没录，上来了，宝的，啊。你就来 em thích nhưng mà rồi em chán rồi. Thấy làm gì mãi không chán. Có nghĩa là mình làm cái gì là mình Dạ, luôn em cũng chẳng phải lúc nào cũng làm sao. Thế đúng là rồi, lúc đầu là mình rất là hào hứng làm là sau là cứ làm được một một hai tí giờ là bắt chán là đầu thấy bỏ chán. chán là bỏ không kiếm được gì Nhưng mà không em học được 1 năm rồi đấy. không muốn năm rồi thế à không muốn Đúng năm rồi rồi, học lâu thế còn gì nữa. thế thì nên phải càng ngày phải càng kiếm chứ mai sau là có được xem phim cái gì nhà追星theo các cái gì nhà các sao bên Trung Quốc à tự nhiên là bây giờ là chán rồi là mất thời gian muốn làm học của mình cố gắng nha nghỉ hè mà có nhiều thời gian hơn thì càng phải tập trung vào hơn cơ hiền hiền đọc bút vô弹钢琴，弹吹弹真格，对牛弹琴，弹给带奏哦。意思是绩效听话的人不懂对方说的是什么，nghĩa là để chế nhạo cái người nghe mà không hiểu cái đối phương đang nói cái gì. 绩效听话的人，给你念那口有回分那买给几？我的孙子特别棒，他可以一边唱歌一边弹钢琴。小诺của tôi cực kỳ giỏi, thằng bé có thể là vừa hát và vừa chơi đàn. Xuân dự, cháu trai. Khán cha, kỳ nghỉ đông. Ba ba xưa, xin nhắn từ khán cha, ta khuê tai, chén gia rấn.
去北方滑雪。Bố nói là kỳ nghỉ đông năm nay thì sẽ đưa cả nhà đi phương Bắc để trượt tuyết, hóa sể. Phang sủ cha nghỉ hè, phang cha kỳ nghỉ, cha chi tuần nghỉ. Kỳ nghỉ đó. Kỳ nghỉ. Ừ. Nào chung hóa sể. Hóa sể trượt tuyết. Nào chung đồng hồ báo thức. Thì rất khó mãi chứ cơ nào chung, mấy thiên tâu chứ tao, chân sâu cứ lẻo. Bạn tốt nhất là bạn tốt nhất là mua 10 cái đồng hồ báo thức mỗi ngày đều đến muộn không chịu nổi. Xiang xiang reo vang ở sổ chi xiang lờ thì khoa chi chia ba điện thoại đang kêu kìa, bạn mau đi nghe đi. Tha chấm mua là suy chịu ra khâu y sinh bu xiang tờ lý khai lợ. Anh ấy im lặng một lúc lâu, sau đó thì lần bỏ đi không nói một tiếng nào. Tỉnh dậy y dây chỉa chen chấu chiếu xỉnh chấu hái dài say một lần giải nghìn sầu, sau khi tỉnh dậy thì sầu vẫn còn đó. Y thiên khuôn mí tha trung ý xỉnh cua lái lờ, sau một ngày hôm nay thì anh ấy cuối cùng đã tỉnh lại. Tập rút ní cản khoai dầu hỗ trợ hài nắng cản trang mua ban trưa, bạn mau đi nhanh đi, hoặc nếu không thì lại hoặc thì còn có thể kịp chuyến xe cuối. Quay lờ cản trang na xia chẳng chi hảo từ thùng xuế tha pin minh tờ xuế xí pin minh tờ xuế xí vì để theo kịp các bạn có thành tích tốt thì anh ấy học hành đặt mạng luôn hết sức. Sửa sổ, nhà vệ sinh, cung cung sửa sổ, vệ sinh công cộng, quay sân chiên, nhà vệ sinh, nán sửa, nỉ sửa. Phi bình, vệ bình, chư chứa, quát mắng. Nỉ mân dùm ai, phi bình bìa rấn, để bố trao trao trinh dự, khăn khăn chư chỉ sư chấm ơn giang, giang tờ. Các bạn cứ luôn phê bình người khác, cũng không xem lại... nhìn lại vào gương xem là bản thân là như thế nào. Lão sư có thể phê bình học sinh, tan sư phụ nấng chư chứa học sinh. Giáo viên có thể phê bình học sinh nhưng mà không thể quát mắng học sinh. Nung, làm. Động từ nung có thể nghĩa là làm, được dùng cho văn nói, có thể thay thế một số động từ khác. Sự chính ý chinh nung chinh chủ, thì bố giao phổ rấn sư sứ. Mọi việc đã được làm rõ rồi thì bạn đừng có phủ nhận cái thực việc sự thực. Tại sư chính hỏi mấy nung chinh chủ chư chén sấy dễ bu nấng chinh chủ tung quang tung. Cái trước khi sự việc mà chưa được làm rõ thì ai cũng không thể dễ quên đi. Ừ, 大家记一下那个 chinh chủ quang tung, 它也是一个成语。 Chinh chủ quang tung, lãng quên. Chỉ bu chinh sân chúng khảo lý, chinh xoay tờ giải trị, chính tung. Hiện đó là chỉ bu chinh. Chỉ bu chinh sân. Sân trọng. Sân trọng. Ờ. Không phải chúng ạ. Sân trọng. À? Dễ quên. Lãng quên á. Bù chinh nghĩa là không thông qua, nghĩa là suy nghĩ. Sân trọng nghĩa là mình phải, đúng không, đúng không? Thần trọng nghĩa là mình phải ở trong lòng mình phải cân nhắc lại xem, không phải là mình muốn làm cái gì thì làm ngay, là luôn mình phải cân nhắc xem như thế nào. Sân trọng phải suy nghĩ lại cái việc là có nên làm không, hoặc là có nên làm như thế không. Như kiểu suy nghĩ kỹ á. Đúng rồi, nó như ví dụ là cái từ là dễ hiểu nhất là mình sẽ nghĩ kỹ, nghĩ là cẩn trọng, nên thận trọng một nghĩ kỹ càng. Ừ. Phụ chinh là sự chinh của. Rồi. Ông chinh xoài tùy tiện. Rồi, à, xin chào. Mời Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng. Quản lý, 由于
加强了管理，工厂的生产呢形势，日渐好转。bởi vì tăng cường quản lý hình thức sản xuất công xưởng ngày một chuyển biến rõ rệt, chúng ta cần đa phi tổng kỹ sư, huy quản lý tự cán bộ. Chúng ta cần có nhiều cán bộ hiểu về kỹ thuật, biết về quản lý. Tăng khu sư sẽ đối bình dân rửa chính, chứng khẩn. Làm y tá cần phải nhiệt tình tận tụy với bệnh nhân. Ủa mình cha hái chữ siêu sỉ khoan chơ quay khu sư cải tha tả chân. Trẻ con nhà tôi thích vị y tá này tiêm cho nó. Chứng khẩn, thành khẩn, tận tụy. Biểu dáng, biểu dương. Biểu dáng sư củ ly chẳng tin bu tự y chúng sổ toàn. Bố sư mô tị, biểu dương là phương pháp cổ vũ sự tiến bộ, không phải là mục đích. Lão sư tự biểu dáng rằng của con cha chư xin, biểu dương, sự biểu dương của thầy giáo càng làm cho tôi tự tin. Biểu dáng, từ trái nghĩa là còn Phê bình. Chiên quan, nhất định, nhất thiết phải, hoài ý, hoài nghi. Tha sư ý cơ hẳn chứng khẩn tự rấn, nỉ chen quan bùi ao hoái ý tha. Anh ấy là một người rất thành, rất thật thà. Bạn nhất định không được hoài nghi anh ấy. Bẻo dáng chen quan bùi ao thay tua, cua tua tự bẻo dáng khở nấu khuê kể khái sự tay lái gia lị. Khen ngợi nhất định không quá nên quá nhiều, khen ngợi quá nhiều khả năng đem lại cho các con áp lực. Cố ý, cố ý, chưa chen sư, tha bú sư cố ý tợ, nỉ chen quan bía chứa quai tha. Việc này anh ấy không phải là cố ý, bạn nhất định đúng trách anh ấy. Tha cố ý chẳng lơ cưa sâu pha răng ta cha cao xì. Anh ấy cố ý kể một câu chuyện cười làm mọi người vui. Treo, gõ khua. Dê lỉ của thơ phía hai pa treo mấn sông. Ban đêm tôi rất sợ âm thanh gõ cửa. Treo mấn, treo lúa tá củ, cua chiêng đánh trống. Chứng lỉ, thu dọn. Chứng lỉ, uấn chiêm. Chứng lỉ, tung xị. Chứng lỉ, phóng chiêm. Mama khoai khởi lái lờ. Nỉ mân cản khoai đi chứng lỉ phóng chiêm. Mẹ sắp về rồi, các bạn mau đi dọn dẹp phòng đi. Khứa sự, thích hợp. Tha chan chưa xem y phu hẳn khứa sự. Anh ấy mặc bộ quần áo này rất thích hợp. Xuyên trai xưa huê, trinh chân gia ly thai ta. Tua su nén trinh rấn hẳn nán chảo tao khứa sự từ cung chùa. Áp lực cạnh tranh xã hội hiện nay quá lớn, đa số người trẻ rất khó tìm được công việc thích hợp. Chỉnh lý văn kiện là cái gì? Chỉnh lý văn kiện là sắp xếp lại văn kiện. Chỉnh lý đồng xí. Thu dọn đồ. Chỉnh lý phòng. Dọn dẹp phòng. Thiên lừa gạt. Mà bố biên chân trả dẫn, trung ý sang tăng sâu biên, phố cải. Anh ấy không phân biệt người thật giả, cuối cùng bị lừa đáng đời. Xiao Minh thay tan chuẩn lơ, trang tự sinh cửa, trai sơ huê sang hẳn dũng y sâu biên. Tiểu mình quá đơn thuần, tính cách như vậy ở xã hội rất dễ bị lừa. Ở thúng, trẻ em, mấy nén tôi hiểu bù xảo ở thúng bây xin hại. Xin hại. Mỗi năm đều có không ít trẻ em bị xâm hại. Ở thúng in cây tứa tao bảo hù hứa qua này. Trẻ em nên nhận được sự bảo vệ và yêu thương. Chủa yêu khoảng, danh từ chủa yêu chỉ được dùng sau các từ chỉ số lượng để diễn tả ý hơi nhiều hơn hoặc là ít hơn một số. Quảng sang mải tờ na bẩn su cô chi
3天左右 chưa nâng tạo. Quyển sách mua trên mạng ước chừng khoảng 3 ngày là có thể đến. Chưa bu nâng thính trường. Chén phang 500 mỹ chủa yêu yếu cơ miễn phê thính trường chẳng. Nín cứ ý bà chưa thính trên nạ. Ở đây không thể dừng xe. Phía trước khoảng 500 mét có một bãi để xe miễn phí. Ngài có thể đỗ xe chỗ kia. Chi xây chủa yêu ở thúng phủ biên hao tụng cho bu chủ. Trẻ em khoảng 7 tuổi thường rất hiếu động, ngồi không yên, lản lười. Sấy đâu bu xỉ khoan yêu lản yêu bân tự rấn. Mọi người đều không thích người vừa lười vừa ngu. Xế xí sang hảo thâu lản tự rấn. Hào hào thâu lản tự rấn sư bú quê chỉ tớ hảo chứng chi tự. Người học tập mà lười là sẽ không có được thành tích tốt. Phang chay xin chăng. Anh ấy đặc biệt cầu thả, việc gì cũng không để tâm làm. Phang chay xin chăng. Chia chia chua sư chu xin. Chai khảo sư chung hẳn nán chỉ tớ hảo chứng chị. Chị gái làm việc cầu thả trong kỳ thi rất khó đạt được thành tích tốt. Chưa cơ hái chữ chung mình sư thỉnh trung minh cửa chiêu sư hai chu xin. Đứa bé này thông minh thì rất thông minh nhưng lại quá cầu thả. Hai siêu ngượng ngùng thẹn thùng. Khan tha hai siêu tự nhiên sự lẻn tô húng rồi. Xem cái dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy, trên mặt đều đỏ rồi. Xẻo chiáng lẻn tí báo rúng nghi hai siêu. Tiểu cường có da mặt mỏng dễ ngượng ngùng, treo ao kiêu ngạo. Tha phan chua u tờ cân bẩn nguyên in sư treo ao sư mãn. Nguyên nhân cơ bản anh ấy phạm sai lầm là bản thân kiêu ngạo tự mãn. Cung chua chỉ tớ chống chị tăng rán chứ tớ cao sinh tăng buôn nướng treo ao. Công việc đạt được thành tích đương nhiên đáng vui mừng nhưng không thể kiêu ngạo. Động từ lái được đặt trước một động từ khác để diễn tả ý sắp thực hiện việc gì đó, thường được sử dụng trong văn. Chin thiên ủa lái chua phan, ní ní xí quản ba. Hôm nay để tôi nấu cơm, bạn rửa bát nhé. Xéo quảng hẳn hẳn bằng. Dạ thưa bia dân chân, chứ chen sư đang tha lái phụ chứa chơi hứa sư. Tiểu vương rất giỏi, cũng rất là nghiêm túc. Việc này để anh ấy phụ trách thích hợp nhất. Động từ chỉ lái có thể được dùng sau động từ khác để làm bổ ngữ chỉ xu hướng hoặc bổ ngữ chỉ khả năng, diễn tả hướng của hành động là từ dưới đi lên. Chân mô quản lơ, nỉ khoai chỉ lái ba. Muộn như thế rồi, bạn mau dậy đi. Tráng chỉ lái, nhớ lại người hoặc sự vật nào đó trong quá khứ. Sô tao thang, của yêu tráng chỉ lái, ý chén tờ sư. Nói đến anh ta, tôi lại nhớ đến việc của trong quá khứ.第十五课，教育孩子的艺术。
课文 1， 李老师建议王静让孩子养成好习惯。那个一边弹钢琴一边唱歌的男孩子是谁？表演得真棒。是我孙子，去年寒假前的新年晚会他也表演过一次。我想起来了，这孩子又聪明又可爱。 你们教育得真好，是他父母教育得好。父母是孩子最重要的老师，他父母不仅教他知识，而且还花了很长时间帮助他养成了非常好的习惯。现在他每天都自己练习弹钢琴。让孩子养成一个好习惯实在太重要了，看来。 我得向他父母好好学习。对，如果希望有一个优秀的孩子，你就要先成为一位优秀的父亲或者母亲。生词：弹钢琴、棒、孙子、寒假、父亲。领导不播。 那个边弹钢琴边唱歌的男孩是谁？表演得真棒，是我孙子。去年寒假前的新年晚会，他也表演过一次。我想起来了，这孩子又聪明又可爱，我们教育真的正好，是他父亲教育的好。 父母是孩子最重要的老师。他父亲不仅教他知识，而且还花了很长时间帮助他养成了非常好习惯。现在他每天都自己练习弹钢琴，让孩子养成一个好习惯实在太重要了。看。 看来我得向他父亲好好学习。对，如果希望有一个优秀的孩子，你就要先成为一名优秀的父亲或者母亲。领导嘞，如果嘞，这个，他什么？父母。 父母，这个，知识，知识，什么？知识，还有这个，教育，养成习惯，练习。 练习，好，你如果练习，两位 con trai bên đó thì vừa chơi đàn dương cầm, một bên vừa hát thì là ai? Biểu diễn thật là xuất sắc, là cháu nội của tôi. Lễ hội năm ngoái, mới trước kỳ thi nghỉ đông năm ngoái thì cũng đến biểu diễn, qua một lần. Tôi nhớ ra rồi, đứa trẻ này thì vừa thông minh vừa đáng yêu. Các bạn giáo dục thật là tốt. Là bố mẹ của anh ấy, của cháu ấy. Là bố mẹ của anh ấy giáo dục tốt, bố mẹ là thầy giáo giỏi nhất của quan trọng nhất là đứa quan trọng nhất của đứa trẻ. Bố của anh ấy không những dạy cho anh ấy kiến thức mà còn tốn rất là nhiều thời gian giúp anh ấy hình thành một thói quen rất là tốt. Bây giờ anh ấy mỗi ngày thì đều luyện tập chơi đàn dương cầm để cho đứa trẻ hình thành một thói quen tốt. Thật sự là rất là quan trọng. Xem ra tôi phải học bố mẹ của anh ấy luyện tập thật là tốt. Đúng, nếu muốn có một đứa trẻ xuất sắc thì bạn trước tiên bạn phải trở thành một người bố hoặc là người mẹ xuất sắc. Ừ, xin cảm ơn. Trong đoạn này, họ đang nói là con trai của tôi. Con trai thì đuổi nó sẽ nhỏ đúng không? 在这里面，我们应该可以翻译成了"找"。
在中文里面的话，它都是用你我他，然后我们要根据说话人和被说人的岁数或者身份来确定我们用了喇叭还有锅还有竹翁巴着。一边一边刚给了给几我对我安跟我三 DV 我一边吃饭一边看电视，对我爱你啊，我好大浪白大做作业。那个呢是我的孙子，孙子来了，早买的吗？早买了给你外孙外孙。去年寒假那给你冬那暑假你嘿假期给你新年晚会了给你咋会那么哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我然后这个又的话也是我滑倒来了，我到我特这个苹果又大又香。教育在这里的话我们翻译成教育好了这种的吗？不仅而且过于空气了新的很广好热了早很棒啊。这里有个真棒真棒真的话了给你特早好了真早一共的特早，我们可以说非常棒，你做的非常棒，热非常的对的工作热非常棒很棒。看来讲了几句看来现在向某某某学习，向谁学我答不应该的有红蓝月公月蓝公月这个说啥总当年好总当年累过一两顿如果一两顿好大为过一小红工作说啥呢很棒花了出色也可以的能等恩那么等恩能等恩等恩以他为做榜样，在这里的话我们把它翻译成榜样能谋啊能谋小红工作很棒很出色，我们应该以他做榜以他为榜样向他学习。
课文 2， 王静建议孙悦教育孩子学会安排时间。看你脸色不太好，是不是昨晚没休息好？别提了，我女儿昨晚做作业又做到11点，睡觉太晚对孩子的身体没有好处。最近孩子作业是不是太多了？ 主要是他做事情比较慢，比如早上闹钟响了，他不醒，我赶时间送他上学，他又急着上厕所，每天因为这些小事批评他，弄得我俩心情都不好。孩子做事慢，往往是因为他们不会安排自己的时间。 你应该让孩子学会管理时间。看来还是我的教育方法有问题。平时看他做事情慢，总想替他做，以后得让他学会安排时间，自己的事情自己做。生词：闹钟、响、醒、赶。 厕所、批评、弄、管理。看你脸色不太好，是不是昨晚没休息好？别提了，我女儿昨晚做作业又做到11点，睡觉太晚对孩子的身体没有好处。最近孩子作业是不是太多了？ 主要是他做事情比较慢，比如早上闹钟响了，他不醒，我赶时间送他上学，他又急着上厕所，每天因为这些小事批评他，弄得我俩心情都不好。孩子做事情往往是因为他们不会安排自己的时间，你应该让孩子学会管理时间。 看来还是我的教育方法有问题。平时他看他做事情慢，总想替他做，以后得让他学会安排时间，自己的事情自己做。Xem sắc mặt của bạn không tốt lắm, có phải là tối qua không nghỉ ngơi tốt không? Đừng nhắc nữa, con gái tôi, tối hôm qua con gái tôi làm bài tập lại làm đến 11 giờ. Ngủ quá muộn không tốt cho sức khỏe của trẻ con. Gần đây bài tập của con bạn có phải là quá nhiều rồi không? Chủ yếu là nó làm việc tương đối chậm. Ví dụ như buổi sáng đồng hồ báo thức kêu rồi nó không dậy. Tôi vội đưa nó đi học, nó lại vội đi nhà vệ sinh. Mỗi ngày vì những việc nhỏ này phê bình nó làm ngay cả tôi tâm trạng cũng không tốt. Con cái làm việc chậm thường là vì chúng không biết sắp xếp thời gian của bản thân. Bạn nên để trẻ con học cách quản lý thời gian. Xem ra vẫn là phương pháp giáo dục của tôi có vấn đề. Bình thường nhìn thấy nó làm việc chậm, luôn muốn làm thay nó. Sau này phải để nó học cách sắp xếp thời gian, tự làm việc của bản thân. Sắc mặt. 这里别提了的提了给几，得给别提了的提了给几。我们上一节课有学的什么？一提起这件事，跟那等原来，他们就开我玩笑，开我玩笑是吗？一个人的，一个人的地买白的吗？在坐飞机，你要白搭吗？比如两个人对话，这太谢谢你了。 然后可以回答区区小事，不足一提。区区小事，区区小事，不足一提。一边鸟的，你的别空光总的边鸟了，空光总的。 không không đủ đơn nhắc đến từng từng là mình hay nói khách sáo như thế này
có người ta biểu cảm ơn của mình ấy. Chuyện này rất là cảm ơn bạn. Chúng ta có lời trả lời bằng là chút chút nhỏ sự không đủ ý chí. Mấy cái việc nhỏ là không quan trọng là không đáng để nhắc. Không đáng để nhắc. Đối với cái gì không có lợi ích, không có lợi ích với sức khỏe của mình, thì sao? Không có lợi ích, không có lợi ích. Hút thuốc là hút thuốc. Hút thuốc đối với thân thể không có lợi ích. Nào chung, đồng hồ báo thức vạn nên đúng không? Nào chung sẵn. Nào chung đồng hồ, ví dụ mình đặt đồng hồ báo thức là cái gì? Tinh nào chung đúng rồi. Tinh dùng nào cái tinh? Tinh, sư chơ cái tinh hay sư chơ cái tinh? Đúng rồi, cái đầu tiên nhá, tinh nào chung, đặt đồng hồ báo thức. Cái gì nhỉ? Chun tăng học bạn nên rồi. Chun cái chun 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 tăng học bạn nên rồi. Chun ở lớp học. Chun ở trường á. Tăng học. Xa khơ lính sơn sẵn à. Xa khơ lính sơn. Lính sơn. Lính sơn và chuông chuông lính 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 lửa cao lính lính ngựa 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 lính hay không mấn mấn lính. Điện thoại lính sơn sáng sáng lên. Cái chuông của điện thoại vặn lên. Điện thoại lính sơn sáng lên. Hoặc là mấn lính sáng. Cái chuông cửa. Mấn lính là chuông cửa đúng không? Lính là chuông. Mấn lính là cái bấn chuông này. Khi là mình vào nhà ai khác, mình hay bấn chuông là mấn lính. Phê bình, nghiện the phê bình là cái gì? Nghiện the phê bình. Sau đó phê bình hoặc là sau phê bình. Nghiện the khen ngợi là cái gì? Sau biểu dương. Tổng sẵn thi ta dụ. Ta bình sử khăn ta dụ sự chính mạng. Tổng sẵn thi ta dụ. Thi là cái gì? Ở đây. Thay. Thay thế thay. Quỷ hôm nay xin nghỉ. Bạn thay thế quỷ lên sân khấu biểu diễn. Nhé. Diễn xu biểu diễn. Xuân Yue 经常因为什么事情心情不好？孙悦经常因为什么事情心情不好？应该是这一段是主要的，因为弄得我俩心情都不好，在他前面做事情比较慢。比如的话是早上闹钟响了他不醒，然后赶时间送他上学又着急上厕所。
那王静有什么建议？王静有。王静。他们这样是因为不会自己安排，让应该让孩子学习学会管理时间。那大家小时候父母会经常因为什么事情生气？懒哥吗？就是挑食啊。偏暗了挑食，懒，嗯，偏暗了挑食。另，你小时候父母经常因为什么事情批评你吗？我不记得，不记得。买新 TV。空空讲，好，那我们继续。好诶，还没错，搞得答错。错。错啊！哎，课文三。王静和孙悦讨论表扬孩子的方法。明天又要带我儿子去医院打针，想想我就头疼。他就怕打针，每次打针都哭得特别厉害。记得我女儿小时候带她去医院打针，刚开始她害怕的要哭，我就小声的和护士说，我女儿很勇敢，一点儿也不怕打针。女儿听了以后，马上就不哭了。原来鼓励和表扬对小孩挺有用的，下次我也试试。不过，表扬也是一门艺术，表扬千万不要太多。过多的表扬可能会给孩子带来压力，不仅起不到鼓励的作用，还可能让孩子怀疑自己的能力，变得没有信心。那怎么表扬孩子才会更有效果呢？我认为表扬要及时，而且表扬不仅仅要看结果，更要看过程，这样才能鼓励他的积极性，让他变得勇敢，不怕困难。生词，打针，护士，表扬，千万，怀疑。天天都不哭。过了，明天又要带我儿子去医院打针，想想我就头疼。他就怕打针，每次打针都哭特别。哭得特别的厉害。记得我女儿小时候带她去医院打针，刚开始她怕害怕哭，我就小声的和勇敢，一点也不怕打针。女儿听了以后马上就不哭了。原来鼓励和表扬对小孩子挺有用的，下次我也试试。不过表扬也是一门艺术，表扬千万不要太多，过多的表扬可能会给孩子带来压力，不仅起不到鼓励的作用，还可能让孩子怀疑自己的能力，变得没有信心。那怎么表扬孩子才会更有效果呢？我认为表扬要及时，而且表扬不仅仅要看结果，更要看过程，
这样才能鼓励他的积极性，让他变得勇敢，不怕困难。Ngày mai thì tôi lại phải đưa con trai đi bệnh viện để tiêm. Nghĩ đến là tôi liền đau đầu. Thằng bé chính là sợ tiêm. Mỗi lần tiêm đều khóc còn cực kỳ ghê. Còn nhớ là lúc con gái tôi còn nhỏ thì tôi cũng đưa con bé đi bệnh viện để tiêm. Lúc mới bắt đầu thì con bé sợ đến nỗi phát khóc. Tôi liền nói nhỏ với cả y tá là con gái tôi rất là dũng cảm. Một chút cũng không sợ tiêm. Con gái sau khi nghe xong thì liền không khóc nữa. Hóa ra việc cổ vũ với cả khen ngợi đối với trẻ nhỏ thì rất là có hiệu quả. Lần sau thì tôi cũng thử xem. Nhưng mà việc khen ngợi nó là một môn nghệ thuật. Khen ngợi thì đừng có, nhất định là đừng có quá nhiều. Việc khen ngợi nhiều lần thì có thể sẽ mang đến cho con cái thêm áp lực. Nhiều áp lực, không chỉ là không đạt được cái tác dụng cổ vũ mà còn có thể làm cho con cái hoài nghi thêm cái năng lực của bản thân, trở nên thì không có tự tin. Vậy việc khen ngợi con cái như thế nào thì mới có thể càng có hiệu quả? Tôi cho rằng việc khen ngợi cần phải có đúng lúc. Không chỉ là việc khen ngợi cần phải xem vào cái kết quả mà còn phải xem vào cả quá trình. Như vậy thì mới có thể là khích lệ cái tính tích cực của thằng bé, mà còn làm cho thằng bé trở nên dũng cảm và không sợ khó khăn. Biểu dáng yêu chí sứ là nhìn như thế nào? Là khen ngợi đúng lúc. Chí sứ là đúng lúc à? Đúng lúc kịp thời. Chuẩn. Khu đỡ lì hại. Khóc rất là ghê đúng không? Ghê á. Đả chân thì hoa thấy thì cái gì nhỉ? Chuyển nước á. Nói gọi là cái gì? Mình thì đá tiện ti. Đá tiện ti, hoặc là đeo chân. Chuyển nước. Đi tiêm chủng. Tiêm chủng. Chạy con á, đi tiêm chủng. Tiêm chủng. Cái gì? Đá dự phòng chân.孙悦的哪种教育方法对孙悦的女儿比较有效？Mời ấy nhé. Luyến lấy cái nick trả lời giúp cô. Nà, Xuân Yue hờ hù sư sô ổ nữ ơ hẳn dũng cảm y tiến yờ bú pa đả chân. Đây. Dùng biểu yáng de phang sư giao yu xào hài sư yên gái chú yi nà xí vân tí. Dùng biểu yáng de phang sư giao yu hài zi sư. 表扬千万不要太多，过多的表扬和可能会给孩子带来压力。一的话是千万表扬不要千万不要太多。还有没有？孙悦认为表扬应该要注意什么？一千万不要太多。还有没有？孙悦认为的，我们应该要在孙悦说的话里面说什么？表扬要及时，表扬要及时，然后而且有有
而且表扬不仅仅要看结果，表扬不仅仅看结果，更要看呢过程，要看过程。对，三个原因。这里啊，表扬千万不要太多，千万可不可以换成一定？在这里可不可以换成一定？表扬一定不要太多。你的空德，千万的后面它经常是跟着否定是吗？然后一定的话，它后面是大部分是跟着肯定。马上搞你了，给你。那冷的。原来好像对什么有用？好大种哦，对不对？对不对？给启动，对爱，对爱的。一门艺术，过多的表扬会带来压力，带来的话，讲对了，讲你了，给几？慢等，没有自信，有没有信心？信心，笃定是呀，笃定，多么啊，自信，信心过了，笃定，这里起不到，起不到的话，它是一个两个动词连用，起到作用，两个动词连用。到，它是一个补语动词，补额，那么个补额上，不仅起不到鼓励的作用，而勾来的今天呢，按来我em nghĩ là không không chỉ không gợi lên được cái tác dụng của việc khích lệ. Không không chỉ là không chỉ là đúng rồi. Sáng chỉ lái mười ấy nhỉ, đừng ai rồi nhỉ, chuyến tàu rồi à, linh tàu lúc cô sáng à, sáng chỉ lái chỉ lái động sự chữ dùng cha à, khởi dùng cha động sự sau cho cho gì được không, cho bổ ngữ à, xu hướng xu hướng xu hướng bổ ngữ hoặc khả năng bổ ngữ补语，它这里是两个第三声就改变声，成补语。补语表示动舌的放声、重声、倒声。例如，动词chỉ là có thể được dùng sau động từ khác, làm bộ ngữ chỉ phương hướng hoặc bộ ngữ chỉ khả năng diễn tả hướng của hành động từ dưới đi lên. Ví dụ, 你这样躺着看书对眼睛不好。Khoai xua chỉ lại. Bạn làm như vậy để mà đọc sách thì đối với mắt là không tốt. Mau ngồi dậy. Xua chẳng sử dụng xua cho công lô tờ rừng. Y sảo sử xua xua yếu. Chủ yếu. Y tinh yếu chẳng chỉ lại hỏa động. Yeah. Một người làm việc thì cần có thời gian dài. Một tiếng nhất định phải đứng dậy để hoạt động.
长时间坐着，令了长时间坐着的，你听到？腿站在外两边。跟腿站在，因为老公也老太贵，我腿站在老，我腿站在。等một khoảng một tiếng nữa nhất định phải đứng lên hoạt động một lúc tiếp đùa chỉ lái chỉ lái nếu có dùng trái động từ sáng hậu điện thông biểu sơ thống chi chi y y chi trung tạo 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 chú ý kiến được寻找我爱提供。寻。第二声。寻找。找出以前的人或是。例如kết cấu想起来có nghĩa là nhớ lại hoặc một sự việc nào đó trong quá khứ. Ví dụ, 我突然想起来的去银行所以不能陪你去大使馆。Tôi đột nhiên nhớ là phải đi ra ngân hàng, vậy nên không thể là cùng bạn đi đến đại sứ quán rồi. Sự. Tôi sáng chỉ lại rồi, chứ có hải tử dâu thông minh yêu khở ải. Nhi mang trao y tớ chân hảo. Tôi nhớ ra rồi, đứa trẻ này vừa thông minh vừa đáng yêu. Các bạn dạy dỗ thật là tốt. Ừ, hả. Thấy tớ hoa ở đây là có nghĩa là cái gì? Đi cùng. Đi cùng. Hả, xin xin. Luyến.弄动词表示做的意思，可以代表其他一些动词的意义。常用在口语中，例如，一关于那个新闻的材料，你准备好了吗？我们开会时要用，都弄好了，马上给您送过去，tài liệu về tin tức đó bạn chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi lúc họp phải dùng đều chuẩn bị xong rồi lập tức giao đến cho bạn. Ở khuê ban sa pha的时候要小心点，别弄坏了，没问题，我会注意。看着脚下的，một lúc nữa chuyển nó ghế khi chuyển nó ghế sofa phải cẩn thận chút, đừng làm hỏng nó. Không có vấn đề gì, tôi sẽ chú ý nhìn xuống chân. Nhìn ở dưới chân. San, mỗi thiên vì chưa xia xảo sự, phê bình ta, nung tớ, ủa lẻ, xin chính tô bù hảo. Mỗi ngày đều vì những chuyện nhỏ này mà phê bình nó là khiến tôi tâm trạng không vui. Uốn lẻn là cái gì? Cả. Cái gì? Uốn lẻn là cái gì? Ý là cả. Ngại cả tôi. Cả hai đúng không? Cả hai điều không, tâm trạng cũng không. Cả hai tôi. Ừ. Hoặc là cả hai cũng được. Cả hai, đúng rồi, cả hai. Ừ. Cảm ơn. Xuyên. Xin đi bằng đủ ra, xin hoa. Xin hoa, phụ sử biểu sư, ưu bi, ý định tự ý sư, hôm miên chẳng chi phổ tinh xính sư. Chẳng gì? Chẳng chi phổ tinh xính sư, lý rú. Y, 不过表扬也是一门艺术，表扬千万不要太多，过多的表扬可能会给孩子带来压力。Nhưng mà khen ngợi cũng là một môn nghệ thuật, khen ngợi nhất định đừng quá nhiều, khen ngợi quá nhiều có thể mang đến áp lực cho con cái. 我要等他生日那天再送给他这个礼物，你现在千万别告诉他。Tôi phải đợi đến ngày hôm sinh nhật của cô ấy mới tặng món quà này cho cô ấy. Bạn
Bây giờ nhất định đừng nói cho cô ấy. San, mấy cơ đến tư in cai chi chu chơi chi hoa. Khai chưa trang quan bía khơ chiểu trang quan bía khai chưa. Mỗi người đều nên nhớ câu nói này. Lái xe nhất định đừng uống rượu nhất định đừng lái xe. Ta không có chữ phủ định từ chữ không hoặc là không. Chúng tiễn, liang chữ đều là phụ sứ, biểu sư, thí chú yêu chiếu, chủ phụ tự y sư. Thông qua sư bài, nỉ nâng khô tứa biểu đơn mấy ổ tự chinh yên. Chen quan hoặc là ý tinh bố yêu yên quê sư bài chiếu bù nủ lì lơ. Thông qua thất bại, bạn có thể có được kinh nghiệm với các không có. Nhất định đừng vì thất bại thì không nỗ lực nữa. Phu thúng tẻn. Y, biểu sư chưa có ý sự xứ, cho đến lãng chữa tâu chi khở dung ý khẩn tinh trị, yêu khở dung ý phổ tinh trị, tan sư trang quan, cân tua dung ý phổ tinh trị, chẳng cân bía, giao bù nấng, lén dung, ý tinh cân chẳng dung ý khẩn tinh trị, chẳng cân giao nấng bù nấng lén dung. Cung chua chỉ sư sân hùa tợ y bu phân. Chu chi cung chua sư quay là răng sân hùa biên tử cân hảo. Yên sử trang quan bù yào bả cung chua chung tợ bù ý khoai tay ta sân hùa chung lái. Công việc chỉ là một phần trong cuộc sống. Đưa ra ngoài làm việc là vì để cuộc sống trở nên tốt hơn. Do đó nhất định đừng để việc không vui ở trong công việc đến mang đến trong cuộc sống. Chào cung chua tự đến ý tinh giao tao chưa lý khan ý khan chưa lý thí cung tự cung chua chi khuê sư chơi tua tự. Người tìm công việc nhất định phải đến đây xem một chút ở đây à. Cơ hội làm việc ở đây cung cấp là nhiều nhất. Biểu sư chưa có ý sự xứ trang quan tờ chi ủy chi bị treo quấy quản khứ khoản đáng hiểu chi quan bia đến chấm bất chua tờ ý sự ý tinh tờ ủy chi cân chén trang hiểu minh linh tờ tráng hiểu minh linh tờ y quay giao chiếu bia đến trên chế chua tao. Tang chi khuê tao lái sứ chàng quan bù yào phang sổ dầu sứ mất sẵn chua tự sư chưa mà sang chi chua ba. Lúc cơ hội đến nhất định đừng buông tay. Có việc gì muốn làm thì lập tức đi làm đi. Dầu si quang khẩn chia tinh lính tự ủy chi là có hy vọng. Ngữ khí chân thành khuyên nhủ chưa chỉ cưa cung trung chua tợ trung chua để chua tứa hà sư bù thai theo chuẩn trai chân sư bị sai chén ý tinh giao len hảo. Mấy động tác này bạn làm vẫn không chuẩn lắm. Trước khi đấu chính thức nhất định phải luyện tập tốt. Biểu minh linh chen chế tự ủy chi biểu thị mệnh lệnh ngữ khí kiên quyết. San ý tinh chua phu sứ sứ chẳng dung ti rấn chân ti rấn chân tự chi tự trung biểu sư sư khoa rấn chua mẫu sư tự chế xin chẳng cân khuê bố khuê nấng chan quan mấy ú sử dụng phả cảm xe đến đợi chư chứ khớ củ ly của ý tinh khuê chi xin nủ ly. Cảm ơn sự thích lệ và cổ vũ ủng hộ của bạn, tôi nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực. Sư ý tinh chua phụ sứ sứ hái khở biểu sư bi rán chơi sứ ú ý tợ ý sư
ý tinh tự khẩu tinh chứng à xính sư phụ ý tinh biểu sư chính khoang phụ nữ khẩn tinh tam thiên xem ý phổ tinh dầu dầu khứ ý phú bi tự y sư chen quan phú sử dụng phả chủ yếu để bố phân phân chi si quan bố pha xin phủ nâng cao ý chứ chen sử nụ lý sử sĩ thì cao chư chỉ tự sử phím hướng nâng lý chiêu ý tinh nâng chống cung chỉ cần bạn không từ bỏ hy vọng không sợ vất vả có thể đủ có thể luôn kiên trì nỗ lực học tập nâng cao trình độ và năng lực của bản thân thì nhất định sẽ thành công. Thầy Mân Tráng xua khé đi mấy hảo khua hảo khua bu khé đi chỉ sứ bu ý tinh đâu sư chơ giang dẫu sứ khâu chư lăng khẩn hảo tự tung si dễ khuê khẩn khé đi. Mọi người thường nói đồ rẻ thì không tốt, đồ tốt thì không rẻ. Thực ra không nhất định đều là như vậy. Có lúc đồ chất lượng tốt cũng sẽ rất rẻ. Ủ, ý tinh hãy khở cho xin rung sứ sứ biểu sư mô chủng chống tu tợ sư tăng sứ sư tăng tợ tợ y sư trang quan ủ sử dụng phả. Nếu có ní yếu ý tinh tợ ủy yến chi chủ hớ chinh chi theo chen năm mươi chu quốc sử sĩ quay quay ủy sư chơi hảo tợ xuyên chứa y quay ủy yến hoàn chinh tuy sử sĩ ủy yến yếu chung chung gia tợ chua dung. Nếu bạn có nền tảng ngôn ngữ và điều kiện kinh tế nhất định như vậy ra nước ngoài học học ngoại ngữ là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ngoại ngôn ngữ môi trường ngôn ngữ đối với lại việc học ngôn ngữ có tác dụng rất quan trọng. Liêu tá phu bia đơn sứ ý tinh khứ ý dung trai chán toán xính sư chung cô chữa tan tú dung trang quan ú sử dụng phả. Quá lão sư nín găng lại cho cung chua san nén chưa tăng lớp treo sâu chưa sư nỉ chưa sư nỉ tứa à nỉ tẩy chưa sư nỉ tẩy chinh chỉnh khưa nỉ tẩy chỉnh khưa nhờ ý tinh. Thầy giáo Vương, bạn vừa mới đến đây làm việc 3 năm thì làm giáo sư, đã làm giáo sư lần này là bạn phải mời rồi nhất định.比如我明天的会议你会来参加吗？可以回答一定，一定会到。要了了，再讲我是真，不可能不懂。或者是明天的聚会你来参加吗？不一定。嗯，公家讲可能有可能是一种这个是第四的用法呢，表示不能肯定偏向于否定。 公家讲，公家的，嗯，我们看一下这个，这次你一定要按照要求认真填写，小心一点，什么别写错，这里有什么？别，否定，千万别写错。 另加了，如果第四，兴趣是最好的老师。如果孩子对一件事情感兴趣，那他什么会努力学习，效果也会更好。一定是吗？嗯，对。谢谢。嗯，另加了，如果呢？ 事情的原因和结果往往是互相联系的，什么的原因会引起一定的结果？有，一定的哦。啊。 这表示某种程度是吗？某种原因。
课文 4。有的孩子在得不到自己想要的东西的时候，会通过哭、扔东西或者故意敲打来引起父母的注意。在这种情况下，建议父母先不要生气，应该停下手中的事情，陪孩子整理整理东西，和他们聊聊天，弄清楚他们的问题。 父母的关心可以让孩子心情愉快起来。教育孩子应该选择合适的教育方法，最好不要为了解决问题而骗孩子。这是因为儿童缺少判断能力，看到父母骗人，他们也会学着说假话。生词：故意、敲、整理。 合适骗儿童假。有的孩子在得不到自己想要的东西的时候，会通过父母扔东西或者故意教导来引起父母的。 注意，在这种情况下，建议父母先不要生气，应该停下手中的事情，陪孩子整理整理东西，和他们聊聊天，弄清楚他们的问题。父母的关系可以让孩子进行愉快起来。教育孩子应该选择合适的教育方法，最好不要为了 解决问题而骗孩子，为儿童最少判断的能力。看到父母骗人，他们也会学着说假话。给lúc mà có trẻ nhỏ khi mà cái lúc mà không có được cái đồ mà chúng nó muốn lấy thì sẽ thường thông qua là khóc này, ném đồ đạc hoặc là cúi đập gõ để tạo nên sự thu hút chú ý đến bố mẹ của bố mẹ. Cái trong những cái tình huống này thì đề nghị bố mẹ trước tiên là đừng có tức giận, hãy nên là dừng những cái việc mà đang làm dở cùng với con cái, thu dọn đồ đạc, nói chuyện với chúng, làm rõ những cái vấn đề của chúng là gì, làm rõ vấn đề của chúng. Sự quan tâm của bố mẹ thì có thể làm cho tâm trạng của con cái vui vẻ lên. Việc giáo dục con cái thì nên lựa chọn cái phương pháp giáo dục thích hợp. Tốt nhất là đừng có vì để giải quyết vấn đề mà lừa dối trẻ. Điều này là vì trẻ nhỏ vẫn còn thiếu cái năng lực phán đoán. Nếu mà nhìn thấy bố mẹ lừa gạt thì chúng sẽ học bắt đầu học cái cách mà nói những lời không thật thà. 为什么孩子会乱扔东西？ 或者敲打来引起父母的注意。孩子得不到想要得到自己想要的东西是吗？得不到的时候，他会通过敲打乱扔东西。这种情况下，父母应该怎么做？ 停下手中的事情，陪孩子整理东西，和他们聊聊天，弄清楚事情的问题。那孩子为什么在这段话里面，孩子为什么会说谎，会骗人？ 说谎骗人，因为孩子缺少判断力，看到父母骗人，他也会学着说假话。说假话，我们可以说撒谎。撒谎。
撒谎或者说谎。通过，意思就是通过什么手段来达到目的，达到我们的目的，通过的方法来达到我们的目的，来图的达的目的方面，比如说通过不断的努力，他最终达到成获得成功。讲完了，给几 ？I'm 零零。通过不断的努力，通过cái nỗ nỗ lực không ngừng, cuối cùng anh ấy cũng đạt được thành công. 对，他通意思通过什么手段，通过什么方法，通过手段，通过方法，然后达到目的。说假话，总当年好 back noise 喂，善意的假话，总当年懂我。比如说我们可能也不一定是很好，但是父母问我们的时候，你过得好吗，我们可以说我很好，给了坦浪公公不法，你说了我没好，给了名色我没人吗，担心的话我们可以说善意的假话。谎言，善意的假话，善意的谎言，冷着了元宝呢，感觉越学越感觉越笨。我们可以形容我们像一个圆圈，某个形状啊，某个形状，一个圆圈，一个圆。我们懂的知识在那个圆的里面，边中形状。然后外面是我们不知道的，分外的了，给分明空边。然后我们学的越多，这个语言会不会越大？我们学的越多，给形状那些真灵感到，中了明才更牛分，牛嘛来敏感真灵多呢？给注意滚了，到呢到家的话，它的周围也会大，也会变大。然后我们能接触的东西就会更多，然后就感觉会有更多的不懂。然后有更圆就是一个圆圈，比如它开始这么小的时候，我们只能接触的点只能这个圈，这个圈里面只能接触这么一点，外面的东西我们只能接触到这里，我们感觉的话就没有那么多不知道。然后空牛嘛，明空有天了，敏感好牛了，我们越学的多，这个圆圈会变得越来越大，我们自己的东西会越来越多，里面的东西会越来越多，然后同时接触的外面的东西也会越来多越多，然后我们就感觉的话，在外面的东西我们有很多不知道。所以人家经常说的话，不要做井底之蛙。井底之蛙，我这人井，我这里的山，井底。光爱我嘴底了嘴。这就是为什么我们学到一定的程度的时候，你好能跟没多脑多的感染了，你好扭改了空调。
Bởi vì mình càng tiếp xúc được nhiều thì là mình cảm ra là nhiều cái là mình không hiểu. Cần mấy tiết là mình còn nhiều cái là cần phải học tiếp nữa. Rồi chúng ta sẽ biết được chúng ta có rất nhiều, tức là học vô tận. Tận. Học tập không có không có cái điểm kết thúc, tông chữ. Kết thúc về bài khóa. Khờ vấn vũ. 7岁左右的儿童普遍好动，坐不住。 所以老师在教这个年龄段的孩子时，一定要想办法引起他们的兴趣。只有让他们觉得你教的内容有趣，他们才会愿意努力学习。当孩子不明白时，应该多鼓励他，不要用懒、笨、粗心这种词批评他，这样对他们的正常发展不好。 而且，对不同性格的孩子要使用不同的教育方法。如果孩子比较骄傲，应该让他明白还有很多知识需要学习。要是孩子性格有些害羞，就要经常鼓励他说出自己的看法，这样才能让每一个孩子都健康的发展。 生词：左右、懒、笨、粗心、骄傲、害羞。领导如何呢？ 7岁左右。 的儿童普通，坐不住，所以老师在教这个年级段的孩子时，一定要想年龄段，年龄，嗯，越多一点。 年龄段的孩子时，一定要想办法引起他们的兴趣。只有让他们觉得你教的内容有趣，他们才会愿意努力学习。当孩子不聪明时，应该 多鼓励他，不要用懒、笨、粗心、粗心、粗心这种词批评他，这样对他们的正常发展不好。而且，对不同性格的孩子，要使用不同的教育方法。如果孩子比较骄傲，应该让他明白还有很多知识需要他学习。要是孩子性格有些害羞，就要经常鼓励他说出自己的看法，这样才能让每个孩子都健康的发展。 Bình thường thì trẻ em 7 tuổi thì rất là hiếu động, ngồi không yên, vậy lên. Thầy, cô giáo thì luôn cái khoảng đứa trẻ cái độ tuổi này thì nhất định phải có những cái phương pháp ảnh hưởng. Nên thầy cô dạy rồi
trẻ con độ tuổi này nhất định phải có cách để gây sự chú ý, chỉ có khiến họ cảm thấy là cái nội dung mà người dạy thì nội dung mà người dạy thú vị thì họ mới nguyện ý nỗ lực học tập. Khi đứa trẻ không hiểu thì lên khuyên lệ nó, không phải dùng từ lười, ngốc, cẩu thả để cái loại từ này phê bình nó. Như vậy thì đối với những học sinh bình thường phát triển không tốt, nhưng những đứa trẻ để có cái tính cách khác nhau, muốn sử dụng những cái phương pháp dạy khác nhau, không giống nhau. Nếu mà đứa trẻ khá là kiêu ngạo thì nên làm thế nào để cho nó hiểu được những kiến thức cần phải học. Muốn đứa trẻ có tính cách ngại ngùng thì phải thường xuyên khích lệ nó nói ra những quan điểm của bản thân. Như vậy mới có thể khiến cho mỗi đứa trẻ đều mạnh khỏe, phát triển mạnh khỏe. 7岁左右, 刚刚那个, 这里有个左右, 7岁。 7岁, 我们可以把这里话, 换成一个什么? 我们学过的词, 不用左右, 可以用什么? 大概, 大概七岁, 七, 这里不的话, 不能七岁, 大概, 大概七岁的儿童, 普遍, 普遍, 好动, 这里不的, 替老罗怎么的了, 高捏了, 慢捏了, 踢, 好了, 憨, 我们读成好, 好动, 好学, 好吃懒做, 憨憨懒懒, 懂吗? 这里的话, 有懂, 坐不住, 摸空音, 空过音的, 所以老师在教这个年龄段的孩子时, 都来听, 年龄段, 兴趣，很土，可以。 勤快了九行。笨，笨的反义词是什么？就摘捏了，给你。聪明，初心。应该初心的话，应该是我认为应该是细心。 骄傲，哪个字？骄傲了，变化。嗯，我变了，变成搞个勾了以后呢？骄傲使人虚心使人进步，骄傲使人退步，颠簸呢？虚心使人进步，骄傲。 使人落后。
退步。khiêm tốn khiến cho người kiếm kiếm bộ kiêu ngạo khiến cho người tù lùi á lùi lại đây là hai cái chữ, như vậy đối với họ cái chính trạng phát triển không tốt, câu này gì mình thấy là sẽ chính xác hơn. Ai ai lấy cái mic nói hổ của như vậy đối với như vậy không tốt đối với sự phát triển bình thường của chúng. Như thế không tốt đối với sự phát triển bình thường của chúng. Ừ. Nếu của hài tử học tập không tốt, phụ huynh nên cái dùng cái gì phương pháp để cho họ 鼓励，多鼓励他是吗？然后，还有什么吗？鼓励，然后还有这里，而且的话，应该是他是农特很饿来。不同性格的孩子用不同的教育方法。来，轮，怎么说？来动词用在另一个动词前面，表示要做某事的意思。常用在口语中，如果不用来去此的意思的意思不变。例如，一这个沙发这么大。你们呢？两个，你们两个肯定啊，还不动，还不动。我来呀、啊，我来帮你们一起抬。cái sofa này to như thế, hai người các bạn chắc chắn là khiêng không nổi. Tôi đến, tôi giúp để tôi giúp các bạn cùng khiêng. Xiao Quang á, nhà. 经验呢比较丰富而且并且做事认真这是就让他来负责吧Tiểu Vương kinh nghiệm tương đối phong phú đồng thời là làm việc nghiêm túc cái lần này để cho anh ấy phụ trách nhé San dẫu tự khái sự trai tự bù tao sư chỉ sẵn giao tự tung si tự sử hậu khuê thung quốc khu rừng tung si khuê trở cô y treo tả lấy yến chỉ phụ mũ tự chú ý có những đứa trẻ mà khi mà không có được những cái đồ mà bản thân thích thông qua thì sẽ thông qua khóc ném đồ hoặc là cố ý đánh đập để thu hút sự chú ý của bố mẹ. Cảm ơn. Chủ yếu luyện tập bao nhiêu? Chủ yếu minh sứ. Chỉ dùng trai số lượng sứ hậu miên biểu sư bí mẫu y số lượng sao tua hoặc chỉ sao sảo. Lý rú, y, quả sang mãi tờ nà bẩn sư cu chi san thiên chủ yêu nâng, chiêu nâng tao. Nì sâu tao lơ chi tớ kể gỗ tả cơ tên khoa sư y sâm. Quyển sách mua trên mạng đó ước tính là khoảng 3 ngày thì có thể đến bạn nhận được nhớ gọi điện thoại trong gọi điện thoại cho tôi nói với tôi một tiếng. Chưa bu nướng thính chưa chém phang ủ bái mỉ tuổi yêu dầu ý cơ mẻm phây thính chưa chẳng nín cứ ý bả chưa thính đau na ở đây không thể đỗ xe khoảng trước phía trước khoảng 500m có bãi đỗ xe miễn phí bạn có thể đỗ xe ở đó. San chi xoay chuỗi lâu tờ có thúng phủ bên hào hào tung chua bú trụ sở ý lão sư chai chào chư cơ nén lính chư cơ nén lính toàn tờ khái chữ sứ ý tình yêu sẵn bàn phá yến chỉ tham mân tờ sinh trị trẻ em khoảng 7 tuổi thường hiếu động ngồi không yên vậy nên là giáo viên khi dạy trẻ ở độ tuổi này nhất định phải nghĩ cách thu hút sự hứng thú của chúng. 比如说
这个笔记本两斤左右，给 laptop 的款啊，还跟嗯。你什么时候能完成作业？你多久能完成作业？一小时左右。你多久能？把它表扬整理、啊、I'm a 零、哎、呀粗心的给你狗塔表扬柳正整理突然寒假你动批评飞饼你I'm a 松风我倒黑的三个倒的空那我已经胖啊放寒假了，去打球的人肯定啊不多。星期天我们去学校的体育馆呢，打网球吧。这些拍尿尿，对，得买梦。这些只有三分之一吧。还有很多东西没来得及整理呢，下周再办。三，如果遇到不得不批评别人的时候，态度要好，友好友好一点，不要让别人听了心里不舒服。友好了，给几？吞甜的话。零零导入锅。第四，是他的优点是有礼貌、诚实、能救苦，就是太什么？粗心。太用哪一个词？对呀、啊。点的了吧？对。我的 Andy。没有上面是吗？没个读了啦，五个词选哪一个？就是太什么？太粗心，还是太表扬，还是太整理，太寒假，太批评？太怎样？太粗心啊！狗塔，狗塔瓜，就是太粗心了。刚等粗心呢，脸都见了就。啊？好。拎宝给几？M 等就粗心，我来点了这种就。啊，粗心车，就是太粗心啊，就是太粗心了。公开。太粗心了。还拿 M 的点粗心往兜揉。后面我的那个最粗心的嘞。耳朵。耳朵了。后面我的那个最粗心的监控你。监控吗？不，啊，后面那个软件。跟了空姐们已经放寒假了，然后这里是，还没来得及，没给得呢。哦，这太粗心了，太粗心了，不合适我们做的工作，不适合，不适合。好，背着来轮爹，谢谢你，孩子，我孩子在收到。表扬时往往会对自己更有信心对学习的兴趣也会更大成绩当然会提高你们喜欢听到表扬还是批评表扬想啊想讲了给你
kêu gieo, kêu gieo, quản lý, cố ý, cố ý, đuổi kịp, theo kịp, siêu, ngượng ngùng. À, liêu, yêu quay na chen sư, ta thơ bia sơn của tự chi, phan xin bạn, lý ở bố sư quy tự, chi cân ta chỉa sư y xa, nì, ta khuây léo, léo, à, lý chỉa tự. Thông cảm, nghĩa là thông cảm, tiếp tục, hiền. Nhi mây mây khẩn khở ai, tăng sư hỏa sang bụt hai ai sư khoa. Tha chỉ yào sư, tha chỉ sư yếu điểm hai sư, tầng gần đa gia sư sư lờ chư hỏa. Linh ba. Ba. Chứ chứ. Chứ chứ, ba sư thông sư, chư hơi nỉ lạng sư. 联系怎么样了能来多少人大约有一半吧离去了离去还创盟从外国还赶回来了大约刚才我们学了大约大概左右 桌子上那个一直在想手气是谁的可能找他有什么事情是那是张经理的他在会议室开会呢你快把手气给他拿过去吧 谢谢，璇。 听说昨天那个招聘会提供了很多工作机会，你找到合适的公司了吗？这个招聘会主要是为经济和管理专业的学生举办的，所以没有几个合适的。好，谢谢。文化，还松风的。 听到吧，嗯，可以。哦，爱哥。可以。爱哥，爱安，爱哥，爱妈，安，要哥。文策，文策安啊，啊。好。我听了，你知道吗？妈爸跟我在不，一边吃饭一边学习。 vừa học vừa ăn ăn muộn thế hôm nay duy nhất anh nghe thế em ăn rồi em gọi em là cho em ao ra luôn à ao à hôm nay duy nhất anh nghe thế Hà nói hai câu là một câu là không muốn đọc một câu là xin qua cho nghỉ sớm Hà ơi qua buồn lắm đọc đi em đọc á chị Hiền đọc à cô Hiền đọc Mông mũ sàn sàn Bye bye Hà Mông tử Yêu cung yuán chán Sàn chi ar Đào Yêu cung yuán chán Ar A ba li A ba chọc Tại Trung Quốc Cụ tài Chủ mình tờ Chủ mình Chủ mình Sư sư gia Sư giảng gia Giao y gia 他和孔子一样，是儒家学派的主要代表人，就人物之一。孟子小时候，他的母亲为了让他有一个好的教育环境，曾经断过三四家。刚开始，他们往往他们住。 他们住在坟墓的附近，孟子经常喜欢模仿别人办丧事。孟母看到后认为那个地方不适合教育儿子，于是就带着孟子搬到。
市长附近，可是孟子又模仿，做生意。孟子觉得那里也不适合教育儿子，于是又搬到一个学校旁边。从那以后，孟子就开始。 好好学习了，最好成为了有泰德的圣人。如今的中国，很多父母也是这样，为了让孩子受到更好的教育，可能想了很多的方法。 甚至从一个城市搬到另一个城市，有一个有的还出国，陪读，这个就是说明环境能改变一个人的爱好和习惯，创造一个好的环境对一个人的成长。 非常重要，成长非常重要。孟母搬过几次家？搬了几次家？三次家。第一次是住在什么附近？坟墓。第二次？市场。市场。第三次？ 学校附近，学校旁边，通过这个故事，我们学到什么？环境。好，我们看这一句啊，通过这个，我们学会什么？它就是这个故事说明，我们就停，找关键词，说明之后的。 环境能改变一个人的爱好和习惯，创造一个好的环境对一个人的成长非常重要。好，我们今天到这吧，大家辛苦了，再见。对，好，接下来我，哎呀，能拜拜到，门南，然后读梅，读梅拜门松。